Chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui, thì thầm bên tai chưa nói biệt ly. Này đoàn con ơi, chớ hãy sợ chi, ta sẽ ra đi nhưng ta lại tới. Về cùng cha ta đứng đã gọi ta, một thời gian thôi chẳng có là bao. Vì này ta đi lo cho các ngươi, dọn chỗ các ngươi bên ta sau này. Lời ngài khi xưa, lời ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình ngài thương con, tình ngài thương con không bến không bờ. Lời ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ. Hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính thầy. Này đoàn trên ơi, giữ vững niềm tin, vì này ta đi sẽ có lợi hơn. Đừng buồn lo chi, sẽ có ngày vui khi đứng ngôi an nơi cha ngự đến. Ngài là ngôi ba xuất phát từ cha, và ngài thay ta hướng dẫn đường đi. Là nguồn ơn thiêng yêu thương chứa chan, ban sức thêm ơn núi an vỗ về. Lời ngài khi xưa, lời ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình ngài thương con, tình ngài thương con không bến không bờ. Lời ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ. Cây nho chính của vườn nho, còn người trông nom chính Chúa là cha. Ngành nào trong ta sẽ cho nhiều hoa, cha sẽ tia đi cho nho mộng trái. Ngành nào không chia sức sống của ta, thì này cha ta sẽ nén ngoài xa. Ngành nào không lo liên kết với cây, sẽ héo khô ngay không suy nghĩ gì. Lời ngài khi xưa, lời ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình ngài thương con, tình ngài thương con không bến không bờ. Lời ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ. Hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính thầy. Lời ngài khi xưa, lời ngài khi xưa con xin nhớ hoài.
tình ai thương con, tình ai thương con không bến không bờ. Lời ngài khi xưa ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ, hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính thầy, hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính thầy. Cùng với quý vị quý chức kiều chức dịch của giáo khu 4, cùng với quý vị trong ủy ban phường Tân Biên, đại diện các ban ngành đoàn thể và quý khách mời, thay lời cho ban tổ chức là ban điều hành của giáo khu 4, chúng tôi xin được gửi lời chào mừng trân trọng tới quý cha, quý vị ủy ban cùng toàn thể quý chức và quý vị khách mời đang hiện diện, lời chào mừng trân trọng và thân thương nhất của giáo khu 4 chúng tôi ạ. Kính thưa quý cha và toàn thể quý vị, để có cái ngày vui trọng đại hôm nay, theo truyền thống của giáo xứ Kẻ Sạt, giáo khu 4 chúng tôi năm nay được lãnh nhiệm vụ của giáo xứ là phần cán biển trong đại lễ phục sinh. Và ngày hôm nay ban tổ chức chúng tôi cũng đã sẵn sàng để triển khai các công việc thuộc lãnh nhiệm vụ của giáo khu 4 chúng tôi. Lúc này cũng đã được quý cha, quý chức và toàn thể quý vị cùng đáp lại lời mời của ban tổ chức chúng tôi hiện diện nơi đây để cùng chung chia niềm vui với toàn thể cộng đoàn giáo khu 4 thuộc giáo xứ Kẻ Sạt. Và lúc này đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai vị, hai ông trùm đại diện cho giáo khu 4 xin được thân thưa và nói với toàn thể quý vị, quý khách mời lúc này đây. Đặc biệt là giáo khu 4 chúng tôi hình thành bởi hai giáo họ Mai Trung và Hào Xá. Vì thế cho nên là có sự hiện diện của hai vị đại diện là hai ông trùm của hai giáo họ. Đặc biệt là lúc này đây, vị đại diện của giáo khu 4 sẽ chính thức có lời chào mừng trân trọng và tuyên bố lý do có buổi tiệc và liên hoan ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời một vị đại diện ạ. Kính thưa cha chánh xứ, cha phó xứ, cha du xe bản hương. Kính thưa và chủ tịch huyện, bí thư đảng ủy phường Tân Biên, ông Nguyễn Quốc Quân, chủ tịch ủy ban nhân phường Tân Biên, quý cụ, quý chức ban Tân Kỵ, quý đại diện các giới và các ban ngành đoàn thể, quý khách, quý dân tộc và thân hữu, con thay lời cho ban điều hành giáo khu 4 chúng con xin kính gửi lời chào trân trọng đến quý cha và toàn thể quý vị ạ. Tổ chức đại lễ phục sinh năm nay giáo khu 4 chúng con được giáo xứ giao phần việc cán biện trong ngày Tam Nhật Thánh. Công tác chuẩn bị nhân sự, đạo cụ và tập dượt đã được các ban bệ liên quan sắp đặt chu đáo. Khâu quan trọng cuối cùng là dựng nhà táng và sắp xếp đội hình di quan. Hôm nay chúng con đã chuẩn bị xong để sẵn sàng cho việc thực hiện. Khi tiếp nhận công tác của giáo xứ giao, ban điều hành giáo khu 4 đã được toàn thể cộng đoàn giáo khu nhiệt tình tham gia và giúp đỡ. Các khâu liên quan đến cơ bản đã hoàn thành hoàn chỉnh. Chúng con tổ chức bữa tiệc này để thay lời cảm ơn đến mọi thành phần trong giáo khu và giáo xứ đã trực tiếp tham gia như giúp đỡ cách này cách khác để việc tái hiện cuộc thương khó của Chúa Giê-xu một cách sinh động và ý nghĩa. Để tổ chức đại lễ phục sinh năm nay giáo khu 4 cán biện được trang nghiêm, hoàn thành tốt, trang nghiêm và trật tự, nhờ sự đóng góp của anh em thiện nguyện, các hội đoàn trong giáo khu 4 tập dượt để các chương trình phục vụ của đại lễ thành công tốt đẹp. Đặc biệt, tôi xin thay lời cho ban điều hành giáo khu 4 xin cảm ơn anh chị Khoa, giám đốc công ty Đăng Khôi, con ông bà Kiếm đã ủng hộ 100 triệu may đồ giáp quân giữ. Cảm ơn anh chị Thành Tâm, giáo họ Mai Trung đã ủng hộ 20 bộ quốc phục. Cảm ơn quý bà Mắc Ta, khu 4 đã giúp ủng hộ khăn tang và các loại khăn, bỏng niệm, mua hoa trang trí, kiểu tán xác. Chúa
nước uống, tập sô tượng và các sự kiện khác. Kính chúc công ty Đăng Khôi ngày càng phát triển. Sự hiện diện hôm nay của quý cha, quý cụ, quý chức, quý giới và các ban ngành đoàn thể đã nói lên tinh thần hiệp hành, yêu thương và đoàn kết, khích lệ tinh thần cho ban điều hành và cộng đoàn giáo khu 4 chúng con rất nhiều. Đặc biệt, sự hiện diện của quý lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương thể hiện sự quan tâm đoàn kết sâu sắc của chính quyền với chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân, giáo xứ kẻ sạch, tạo điều kiện thuận lợi và giữ gìn an ninh trật tự, giáo xứ giáo khu bình an, tốt đời đẹp đạo. Để giáo xứ chúng tôi tổ chức đại lễ phục sinh sắp tới sẽ được diễn ra tốt đẹp. Ban điều hành giáo khu 4 chúng con xin được nói lời cảm ơn chân thành, xin khắc ghi sự quan tâm chia sẻ của quý cha và toàn thể quý vị. Kính chúc quý cha, quý vị dồi dào sức khỏe, được nhờ ơn lành của Chúa Giêsu phục sinh. Kính chúc quý lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể chính trị, chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật dài nữa đây ạ, để cảm ơn vị đại diện cho ban điều hành của giáo khu 4 có lời chia sẻ và lời gửi lời cảm ơn tới toàn thể mọi người, rất là ý nghĩa ạ. Và giờ đây để tuyên bố khai mạc chương trình buổi tiệc liên hoan này, xin được trân trọng kính mời cha Du Xe là cha Bản Hương đang hiện diện nơi sạch tiệc này. Xin mời cha lên trên này giúp cho ban tổ chức chúng con xin Chúa thánh hóa cho buổi tiệc liên hoan này của chúng con ạ. Xin mời cha. Cảm ơn ông chủ ạ. Bây giờ đã trễ rồi, thôi chúng ta cũng bắt đầu nha. Nhân anh cha và con và thánh thần, amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nữa cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con của ăn này và ban cho chúng con cái bữa hiện diện tình huynh đệ nơi đây. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho những người đã chuẩn bị cho chúng con. Chúng con cầu xin Đức Kitô Chúa chúng con. Xin anh cha và con và thánh thần, amen. Vâng, rất cảm ơn và xin được thay lời cho ban tổ chức cảm ơn cha Du Xe luôn. Và kính chúc mọi người dùng tiệc ngon miệng. Và đúng ra thì cũng xin được phép quý vị trong ủy ban cũng như quý vị khách mời không cùng tôn giáo với chúng tôi, cho phép chúng tôi được thực hiện cái nghĩa cử này của công giáo chúng tôi trước những bữa tiệc. Xin được nói lời có lỗi trước. Và giờ đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý bà trong gia đình Mata lên trên này để chính thức ra mắt toàn thể cộng đoàn giáo khu 4 và toàn thể quý vị ban điều hành, đại diện ban điều hành cũng như quý vị khách mời của giáo xứ đang hiện diện trong bữa tiệc này, coi như là ra mắt giáo xứ luôn. Xin thân thưa với quý vị và quý khách trên này, theo truyền thống của giáo xứ, đặc biệt là ba khu ở bên thuần túy của giáo xứ thì đã có sinh hoạt lâu rồi là có sự hiện diện của các bà mụ trong ban điều hành của giáo khu, lo phụ giúp mọi công việc của giáo khu khi có công tác tổ chức nào đó. Vì thế cho nên là khi có sự sáp nhập của hai giáo họ hợp thành một khu 4 thì ban tổ chức giáo khu 4 cũng tổ chức cùng với giáo khu kia là có kêu gọi các bà mụ cùng cộng tác để giúp đỡ ban điều hành của giáo khu. Thì chúng tôi cũng nhận được sự nhiệt tình của rất đông các bà, và hiện tại là chính thức các bà muốn đổi tên, nhận gọi các bà là các bà gia đình Mata, thì chúng tôi cũng đồng ý với cái ý tưởng đó. Xin được trân trọng mời quý bà gia đình Mata của giáo khu 4 lên trên này đi ạ. Lên sân khấu này để ra mắt chào cách riêng là cộng đoàn giáo khu 4 và sau nữa là giáo xứ kẻ sạch. Rồi mời quý bà.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à, có một bà nữa chắc là đi du lịch nước ngoài thăm con rồi. Vâng, xin được mời các bà. Và lúc này đây cũng rất hân hạnh được mời hai ông trùm đại diện cho giáo khu 4 bên trên này để tiếp nhận công tác cũng như tiếp nhận những cái thành phần mà công tác của quý bà nhận bà ban điều hành giao. Và sau đó thì chính thức quý vị nhận lại rồi có nói lời gì cảm ơn quý bà thì tùy theo hai vị đại diện nhé. Rồi xin được mời bà trưởng gia đình Mata đây ạ. Kính thưa quý cha, quý cụ và quý chức và tất cả các quý khách đang có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay, con xin được thay lời cho quý bà Mata gửi đến quý cụ, quý chức và toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng trong tình yêu thương của Chúa Kitô. Kính thưa quý cha, quý cụ, quý chức cùng toàn thể quý vị, chúng con là quý bà Mata đã được ban điều hành giáo khu 4 giao cho chúng con công việc chuẩn bị khăn tang và bảo cho việc đại lễ phục sinh. Hôm nay chúng con đã hoàn tất công việc và xin được trao lại cho ban điều hành giáo khu để phân phối cho các đơn vị. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người trong công việc mà giáo khu đã làm. Con xin chân thành cảm ơn và xin kính chào. Tôi xin đại diện ban điều hành giáo khu 4 xin nhận những khăn và bảo của gia đình Mata ủng hộ cho giáo khu 4 phần đại lễ phục sinh năm nay. Xin chân thành cảm ơn quý bà cho gia đình Mata. Vâng, cũng xin được thêm lời cho hai ông trùm đại diện cho ban điều hành của giáo khu 4. Rất vui được tiếp nhận những phẩm vật mà của gia đình Mata đã giúp và ủng hộ cho đại lễ phục sinh của giáo khu 4 đã nhận công tác của giáo xứ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Rồi mời hai ông trùm trở về vị trí để tiếp đón. Không, đợi, còn cái phần trao đấy thì là để MC giúp lại các bà. Và xin mời các bà lại tiến lên gần, tiến lên đứng xa quá camera không nhìn thấy. Rồi mời bà trưởng đứng ở đầu này để nhận cái phần cuối để trao cho các thành phần nhé. Việc đầu tiên chúng tôi giúp các bà gia đình Mata để trao cái phần tang phục này lại cho các thành phần trong giáo xứ đã được rồi về phần trao tang phục này chúng tôi cũng đã được chuẩn bị sẵn rồi. Và trước tiên là về phía trao tăng phục cho quý cha và ban phụng tự cũng như quý cụ quý chức giáo khu 4 và quý gì thuộc bông hồng, các gì mấy thánh giá bông hồng, thì ba cái phần vụ này xin được trân trọng kính mời hai ông bà của giáo khu 4 lên tiếp nhận cái phần tăng phục này để chính thức hai ông bà sẽ trao những tang phục này để cho quý chức cũng như quý cha trong ban phụng tự và quý dì bông hồng. Rồi sao theo cái ý của ban tổ chức thì tôi muốn là về cái phần trao tăng phục của cái ba giới này, nghĩa là quý gì cũng như là quý cha trong ban phụng tự và quý quyền quý chức của giáo khu 4 đó là chính xác là
là trao cho phần việc trao cho hai cụ, cho có hai cụ các bộ phận, hai cụ thẩm quyền trao cho các bộ phận. Ý của ông bà của giáo phụ bốn là muốn để hai ông chùm đón nhận những phần tang phục này từ tay quý bà để trao lại cho quý thượng phụ phải không? Rồi xin được mời hai ông chùm đến đón nhận những cái phần tang phục này. Trước tiên là quý cha và ban phụng từ gồm có năm khăn tang. Quý cha cùng với ban phụng từ năm khăn tang. Tiếp theo là quý dì nến thánh giá bông hồng 10 khăn tang. Rồi nếu mà quý vị không có diện ở đây thì quý ông chùm sẽ gửi lại thôi. Rồi quý cụ quý chức giáo khu 4 à. Quý chức giáo khu 4 thì lúc này ông chùm sẽ nhận và trao xuống phần dưới kia cho quý cụ quý chức ở dưới đó có thể tự pháp được. Vâng, bây giờ đây xin được mời bà trưởng ở trên này thôi. Rồi mời quý bà. Rồi và mời quý bà gia đình Mata có thể xuống bàn tiệc để cùng chung vui với toàn thể mọi người. Rồi bà trưởng ở trên này để có những phần việc nào đó thì sẽ gửi lại cho quý ông chùm nhé. Kế tiếp là thường vụ ban hành giáo 7 khăn. Rồi ông chùm có nhận thường vụ ban hành giáo từ tay bà trưởng rồi có thể trao cho quý vị thường vụ ban giáo tại chỗ đây được rồi. Rồi có ý gì của rồi để có sự rồi tiếp nhận của vị đại diện thường vụ ban hành giáo thì nó trang trọng và nó trang nghiêm rồi nó quý mến nữa. Tiếp theo xin được mời giáo khu Thăng Thiên. Giáo khu Thăng Thiên có xin được mời một ông bà đây. Ông bà của giáo khu Thăng Thiên lên đón nhận những phần tang phục mà giáo khu 4 đã chuẩn bị sẵn rồi. Vâng, mời bà Trương tiếp nhận. Gồm có 7 khăn tang. Và tiếp theo xin được mời giáo khu Mông Triều. Giáo khu Mông Triều cũng 7 khăn tang. Mời một ông bà giáo khu Mông Triều lên đón nhận đi ạ. Sau giáo khu Mông Triều là tới giáo khu Du Xe và cũng được mời ông bà giáo khu Du Xe lên đón nhận khăn tang này của giáo khu. Rồi cảm ơn ông bà. Rồi ông bà giáo khu Du Xe. Tiếp theo các giáo khu thì tới hội ngắm giáo khu 4. Xin được trân trọng mời ông trưởng hội ngắm giáo khu 4 lên tiếp nhận những khăn tang. Ông trưởng hội ngắm lên tiếp nhận đi ạ. À. 22 cái khăn tang, rồi tiếp theo là hội phụ giá. Ông trưởng hội phụ giá lên đón tiếp nhận một số khăn tang của hội phụ giá. Ông trưởng hội phụ giá lên nào. Sau ông trưởng hội phụ giá là xin được mời đại diện ban kinh nhạc. Đại diện ban kinh nhạc lên tiếp nhận một số khăn tang gồm 30 chiếc khăn tang. Sau ban kinh nhạc là xin được mời ban âm thanh và trang trí. Âm thanh trang trí khánh tiết xin được mời lên tiếp nhận 20 chiếc khăn tang. Rồi ban âm thanh ánh sáng, ban âm thanh trang trí là ánh sáng nào. Xin được mời một vị đại diện lên tiếp nhận khăn tang à. Chúng tôi chưa nhận thấy có sự
Và tiếp theo các em dân hạt xin được mời một một bà Trương nào đó. Bà Trương lên nhận 20 cái khăn tang cho các em. Và tiếp theo các em dân hạt là quý vị trong ban chắc, một anh trưởng trong ban chắc lên tiếp nhận là 130 cái khăn tang luôn. Xin được mời ông Trương Công lên ạ. Ông Trương Công lên là đón nhận của giáo khu, và ông Trương Mai Trung đến tiếp nhận là khăn tang của ban chắc của giáo xứ. Xin được mời ông Trương. Tất cả trong đấy. Rồi còn tất cả cái tang phục để mai táng và táng xác Chúa, cũng như là khăn quấn và các khăn liệm, khăn dài thì bây giờ quý bà gia đình Mát Ta cũng đã trao rồi. Bây giờ ai giờ toàn thể quý chức cái giáo khu 4 nhất là hai ông bà, hai ông chủ và hai bà lên trên này đón nhận tất cả những phần tang phục và khăn liệm của vài phần táng xác Chúa. Rồi còn một số cái nữa mà cái khăn quấn khăn gì mà. Và còn sau cùng là 30 chiếc bao bỏng để táng xác Chúa, mà hiện tại thì lúc này đây để tượng trưng cho 4 bao bỏng thôi. Còn 26 bao kia cũng đã đóng thành bịch hết rồi. Thì bây giờ đại diện, vâng, đại diện cho ban hai, rồi hai ông trùm bên tượng trưng một cái bao bỏng đấy để trao cho một trong hai ông trùm này. Rồi một bao trao tượng trưng để cho bà kia bên bên bao. Rồi mời hai ông bà đứng hai bên luôn nè. Rồi đứng xa xa luôn. Rồi xin quý vị một tràng pháo tay đã tham gia và chứng kiến cái nghi thức mà quý bà gia đình Mát Ta đã giúp đỡ và cùng công tác một cách nhiệt tình với ban điều hành của giáo khu 4. Giờ phút này cũng đã hoàn thành tốt đẹp những công tác chuẩn bị. Giờ phút này giờ đây cũng đã được mọi người giáo khu 4 để cùng tiếp nhận, giúp đỡ cũng như tham gia một cách rất là nhiệt tình. Xin được thay lời cho ban điều hành của giáo khu 4 gửi lời chào thân thương và cảm ơn chân thành tới toàn thể quý giới và quý vị, nhất là mạnh thường quân cũng đã giúp đỡ của giáo khu 4 năm nay hoàn thành công tác tiếp nhận của giáo xứ. Công tác cán biển tới đây cũng đã hoàn thành một cách tương tất rồi. Và giờ đây ban tổ chức chúng tôi xin được chấm dứt chương trình giới thiệu và trao những phần vật này cho của quý bà gia đình Mát Ta, trao cho ban điều hành của giáo khu. Giờ phút này cũng đã hoàn tất. Và giờ đây xin quý vị lắng nghe ít phút để lắng nghe những bản nhạc công giáo đeo truyền thống của người công giáo chúng ta về đại lễ phục sinh. Và trong khi quý vị nghe nhạc thì ban tổ chức chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị một số tiết mục không phải là có những lời ca tiếng hát, mà đây là những cái lời nguyện ngắm mà đã được ban tổ chức chuẩn bị và kết lại phần lần cuối cùng, xem là cái nghi thức nguyện ngắm trong lúc tháo đanh và kiểu tan xác nó có hoàn chỉnh chưa. Xin một lát ở đây xin được giới thiệu với toàn thể quý cha quý chức và toàn thể quý vị.
Thưa với quý cha, quý chức và toàn thể quý vị, quý khách mời đang hiện diện. Thể theo lời yêu cầu của ban điều hành của giáo khu 4 có ý là để cho nhờ ông trưởng hội ngắm, nhất là huấn luyện viên của hội ngắm giáo khu 4, giờ phút này xin được cậy nhờ ông trách lại cái phần nguyện ngắm kiều tháo đanh cũng như thắng sát của giáo khu 4 đảm nhận năm nay. Việc vì huấn luyện viên này đã giúp đỡ cho giáo khu 4 chọn nhân sự cũng như là chọn là người đóng vai Đức Mẹ, Bà Thánh và ông Thánh, tới giờ phút này cũng đã thể hiện được bao nhiêu phần trăm rồi. Thì ban điều hành của giáo khu 4 cũng mong muốn được lên đây để huấn luyện viên hướng dẫn và mời giới thiệu những thành phần mà đã được huấn luyện viên giúp đỡ đào luyện một thời gian vừa rồi. Và lúc này đây chương trình cũng đã được hoàn tất rồi, mà không biết là việc nguyện ngắm của những người đã được huấn luyện viên trao gửi đã được nhân sự ra tới đâu rồi. Giờ ở đây xin được mời vị huấn luyện viên này lên để tuyên bố lý do cũng như là trình bày cho mọi thành phần trong hiện diện trong buổi tiệc liên hoan này để có thể lắng nghe và thưởng thức xem mức độ đối với những giáo khu, ba giáo khu của giáo xứ kia, để có thể là ban điều hành của giáo khu 4 có thể an tâm được không. Và xin được mời vị huấn luyện viên của giáo khu 4 lên trên này đi ạ. Có thể kết lại những phần việc mà huấn luyện viên cũng đã giúp đỡ giáo khu 4 trong suốt thời gian vừa qua. Giờ đây thành quả đã như thế nào thì chính xác là trên khán đài này huấn luyện viên cũng sẽ thể hiện. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Minh Trung cũng đã có nhái ý cho ban ngắm của chúng tôi thể hiện một số đoạn than của ngày táng sát trọng kính cha bản hương, cũng như quý ban hành giáo đương nhiệm và toàn thể quý hội đoàn cũng đã hiện diện nơi đây. Ngày hôm nay tương đối cũng rất là hoành tráng và cũng rất là đông, cho nên chúng tôi cũng muốn rằng thì là để quý vị sẽ có một cái nhận định và phê bình cho cái giáo khu mới mẻ của chúng tôi đảm nhận cái trách nhiệm của hạt sứ đã trao trách nhiệm. Chúng tôi rất mong được sự phê bình cũng như đóng góp của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Và trước tiên chúng tôi xin được xét lại cái đoạn than của táng sát và đặc biệt chỉ dành cho Đức Mẹ thành thử ra ngày hôm nay. Chỉ có riêng bà Trương Mỹ, xin mời bà Trương Mỹ lên trên này để xét lại cái đoạn than Đức Mẹ. Xin mời bà. Kính thưa quý vị, giờ đây chúng tôi xin được phép bắt đầu. Nguyện danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giáng sư thương có Đức Chúa Giê-xu. Đoạn này cất xác Đức Chúa Giê-xu xuống mà khi
khói một giờ rưỡi liền chết. Thế cho ông ấy cất xác Đức Chúa Giêsu chứng sự đau đớn trong lòng.
Cảm ơn.